đội tuyển nữ sẽ di chuyển đến Hải Phòng tập luyện và có một số trận đấu giao hữu tại đây. Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung chia sẻ, sắp tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đi Hải Phòng tập huấn. Ngoài nhiệm vụ nâng cao thể lực và kỹ chiến thuật, chúng tôi sẽ có một số trận đấu tập để rà soát lực lượng. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu với đội lão tướng Hải Phòng. Đây cũng là dịp để chúng tôi tri ân cổ động viên bóng đá Hải Phòng luôn ủng hộ chúng tôi trong suốt những năm vừa qua, đặc biệt sau hơn 20 năm trở lại từ SEA Games 2003, đội tuyển nữ Việt Nam vô địch tại Hải Phòng, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết. Khả năng dự ASEAN 19 của Huỳnh Như vẫn bỏ ngỏ, ảnh, Getty. Quay trở lại công việc tập luyện của đội, đánh giá về các cầu thủ trẻ sau tuần đầu tiên, huấn luyện viên Mai Đức Chung tỏ ra hài lòng về kết quả, mới hơn một tuần tập luyện. Các cầu thủ trẻ đã có nhiều tiến bộ và cố gắng, noi gương các cầu thủ lớn tuổi sau World Cup. Điều này rất tốt, ban huấn luyện luôn động viên các cầu thủ trẻ trong tập luyện cần phấn đấu hơn nữa. Trước băn khoăn về việc tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như có thể vắng mặt tại đợt tập trung này, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có chia sẻ thẳng thắn, chúng tôi đã chuẩn bị phương án nếu Huỳnh Như không thể cùng đội tuyển nữ Việt Nam tham dự ASEAN sắp tới. Việc Huỳnh Như có thể thi đấu cùng đội tuyển là một điều tuyệt vời. Nhưng điều này phụ thuộc vào sự cho phép của câu lạc bộ Lang FC khi Huỳnh Như tiếp tục ký hợp đồng với câu lạc bộ này với các điều khoản ràng buộc. Nếu Huỳnh Như không có mặt, sẽ là điều đáng tiếc, nhưng chúng tôi cũng sẽ sắp xếp vị trí phù hợp trong đội hình. Trước mắt, vị trí đội trưởng được trao cho tiền vệ Phạm Hải Yến cùng hai đội phó kim thanh thủ môn và Trương Thị Kiều. Bóng đá nữ Việt Nam